Ở đây thì mình đã có những con tép là mình đã làm sẵn rồi, mình đã cắt đầu nhưng mà mình vẫn để cái vỏ của nó nha các bạn, khớm. Đây, bây giờ mình sẽ bắt chảo lên để mình phi tỏi trước. Đây mình có một cái chảo, lúc nãy mình chiên trứng là còn một ít dầu, mình sẽ chiên lên. Để mình phi tỏi, sau đó mình phải bỏ tép vào và cuối cùng là bỏ khóm, vì khóm mới là màu chính. Sau khi mà gọi là nó lên khói các bạn không? Các bạn thấy lên khói không? Lên khói gì là mình sẽ bỏ tỏi vào nha. Tỏi các bạn đặt hơi nát nát một tí, bỏ vào. Bạn dặn lửa nhỏ xuống nha. Hơi nóng rồi. Cái này mình để hơi nóng rồi, để nãy cho sớm một tí. Bỏ vào, các bạn nên cầm như thế này, các bạn bỏ vào để nó không có giăng chúng bạn. Các bạn để lửa nhỏ nha, vì cái này nó rất là mau chín. Một ít muối thì cho một ít muối vào. Đây là muối. Rồi, muối. Và một ít bột ngọt. Khi cái nào mà cái này mà nó gọi là nó hồng hết rồi, nó hồng mấy con tôm hết rồi, mình sẽ bỏ khóm vào sau cùng. Đây khóm này, cái này mặc định khi các bạn xào thì nó đã ra cái nước rồi nè, thì nó có cái nước này rồi nên các bạn cũng không cần đổ nước thêm đâu. Và nếu mà con những con tép tôm này thì nó, nếu mà màu nó nhạt quá thì các bạn có thể bỏ nước màu vào thêm. Ở đây thì mình cũng không có muốn ăn màu mè nhiều nữa, mình không có bỏ nước màu. Chơi dính chín này các bạn sẽ bỏ vào. Đây, khớm vào. Bạn có thể chấm như vậy để các bạn nêm thử nước. Ok, bỏ thêm một ít muối nữa được không? Này, một ít muối. Đó là ok. Đây là bạn dặn lửa nhỏ, các bạn muốn mau thì các bạn dặn hơi lên một tí. Nhưng mà theo mình thì cái gì nó mấy này nấu lâu lâu nó sẽ ngon hơn, các bạn dặn đừng quá lớn. Nếu bạn có thời gian nha, nếu không có thời gian có thể dặn lớn nấu cũng được, hơi lớn một tí. Giờ mình sẽ dặn hơi lớn một tí. Đây. Cho nó mau thì mình sẽ nhắc xuống. Và lát nữa khi nó chín cái này mình nhắc xuống, mình lấy cái chảo này luôn để mình xào cái này. Cái này là đậu đậu bún nha, đậu que, đậu que, cái này đậu que, xin lỗi, đậu que. Lát nữa mình lấy cái chảo này mình xào đậu que luôn, tiện lát nữa gương cá thôi.
Ok, khi các bạn cảm thấy chín vừa tầm các bạn ăn á thì các bạn tắt bếp và đổ ra thôi. Ok, đây là thành phẩm của chúng ta. Thấy chưa, nhìn ngon chưa? Thử một con nha các bạn. Tôm vừa chín tới nó có độ ngọt của tôm nè. Và con này gọi con tép luôn, tôm các bạn quên, tại nó nhỏ, cái vị chua chua ngọt ngọt của khóm lẫn vào đây ngon. Ăn cái này nó không bị ngán, giờ mình sẽ xào tiếp cái này thôi. Và tiếp theo là mình sẽ xào đậu que. Mình vẫn cho một tí dầu vào, một tí dầu. Một ít dầu. Sau khi nóng rồi thì sẽ cho tỏi ra đập vào. Sau khi nó phi thơm rồi mình sẽ bỏ đậu que vào. Mình cắt nhỏ một tí. Mấy cái dài quá. Ok, bỏ vào. Cho một tí muối vào. Khi các bạn xào mà thấy khói nó lên hơi nhiều thì các bạn sẽ cho một ít nước vào. Các bạn cho lửa lên một tí. Cái này nếu các bạn muốn nhanh chín thì các bạn có thể đậy nắp lại để cho cái hơi nóng nó làm cho cái này mau chín hơn. Đây, đậy lại một chút xíu. Ok, sau khi đậy một khoảng thời gian rồi bắt đầu mở nắp ra. Đây. Đậy thì nó chín rất là mau. Còn số cái chưa chín hùng bữa nay mình đậy nắp thêm một tí nữa, bạn xào sơ các bạn đậy lại cái nữa. Éo cái gì rồi, mình nghĩ là được rồi nè. Đây số cái chưa.
hơi lố. Cái này mình để nó bị khô quá các bạn. Bạn để ý nếu mà khô quá các bạn phải cho thêm nước vào nha. Này nó hơi bị khét một tí rồi. Nhưng mà không sao. Và đây là hai món hôm nay của chúng ta. Tép xào với thơm và đậu que xào. Hai món này làm rất là đơn giản và các bạn có thể làm tại nhà để ăn rất là nhanh chóng. Thì video đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Để mình ăn thử cái này cả. Hơi tiếc là khúc cuối mình để lón nó bị khét rồi. Ủng quá. Các bạn thử xem sao. Có mấy miếng chưa khét. Thử nha các bạn. Mời các bạn. Ngon. Đu que xào gì ngọt luôn. Miếng khét này chắc sẽ bị đắng. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.